Xin chào các bạn đang quay trở lại với bản tin công nghệ B News được thực hiện bởi kênh YouTube B Channel. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2018. Bản tin công nghệ B News của chúng tôi sẽ có những thông tin chính như sau. Hình ảnh iPhone X màu vàng tiếp tục xuất hiện. Smartphone chuyên chơi game Xiaomi Black Shark chính thức ra mắt. Huawei đang phát triển nhiều công nghệ sạc không dây tiên tiến. Cảnh sát Mỹ đua nhau mua máy bẻ khóa iPhone. Sau Razer, Xiaomi tới lượt Nubia, nhà hàng smartphone dành riêng cho game thủ. Làn sóng smartphone có thể gặp màn hình đầu tiên có thể đến vào cuối năm 2018. Phiên bản iPhone X màu Plus Gold vừa mới đây đã lộ diện thông qua tài liệu kỹ thuật của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC. Đây chính là tổ chức chuyên giám định và cấp phép thiết bị mới. Trước thời điểm ra mắt iPhone X tháng 9 năm ngoái, có thông tin Apple sẽ ra mắt 3 màu riêng biệt. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, iPhone X chỉ có màu xám và bạc. Có vẻ Apple đã để dành màu vàng ra mắt vào thời điểm quyết định khi lượng cầu iPhone X không như kỳ vọng do giá quá cao. Hình ảnh iPhone X màu vàng được FCC tiết lộ sau 6 tháng bảo mật thông tin. Theo quy định, khi Apple nộp thông tin sản phẩm cho FCC, tổ chức này phải giữ kín bí mật trong 180 ngày. Từ hình ảnh được FCC công bố, iPhone X màu vàng sử dụng thiết kế mặt kính, các cạnh và mặt sau được phủ màu vàng trông khá giống iPhone 8 và iPhone 8 Plus màu vàng đã ra mắt cách đây vài tháng. Thông tin rò rỉ tháng trước cho biết Apple đang phát triển màu mới cho iPhone bản cao cấp có tên là Plus Gold. Tuy nhiên, màu sắc Plus Gold trong hình ảnh rò rỉ không giống với màu của iPhone X vừa được FCC công bố. Apple hy vọng iPhone X màu vàng sẽ là bước đệm kích cầu trong lúc chờ iPhone ra mắt thế hệ tiếp theo vào tháng 9 tới đây. Có tin rằng iPhone X Plus sẽ trở thành chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử hãng này. Cách đây ít ngày, hãng vừa cho ra mắt phiên bản iPhone 8 Plus màu đỏ, giá bán không đổi so với các màu cơ bản. Sau một thời gian chờ đợi, thì cuối cùng Xiaomi cũng tung ra chiếc điện thoại chuyên chơi game đầu tiên của hãng Black Shark tại một sự kiện công nghệ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chiếc điện thoại này chính là kết quả của sự kết hợp giữa Xiaomi và một công ty chuyên sản xuất trò chơi điện tử Black Shark Technology. Xiaomi Black Shark được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất trong thế giới Android hiện tại, bao gồm chip Snapdragon 845, RAM 6GB hoặc là 8GB, bộ nhớ trong là 64GB hoặc là 128GB, chuẩn UFS 2.1 và viên pin với dung lượng là 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Xiaomi Black Shark được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng mà theo hãng là sẽ giúp giảm nhiệt độ cho con chip lên đến 8 độ C, nâng cao hiệu năng của máy khi chơi game mà vẫn không ảnh hưởng tới tuổi thọ của thiết bị. Màn hình của máy có kích thước là 5,99 inch, độ phân giải là 1080x2160 với tỷ lệ là 18:9, độ sáng 550 nits và đạt 97% giải màu DCI-P3. Ở mặt sau là cụm camera kép 12 megapixel với khẩu độ f/1.75 và 20 megapixel với khẩu độ f/1.75, đèn flash 2 tone và có chế độ chụp ảnh xóa vông. Mặt trước là camera selfie 20 megapixel với khẩu độ f/2.2. Xiaomi cũng bổ sung một phần mềm mang tên là Dock, giúp điều chỉnh các tính năng như chế độ rung, bật chế độ không làm phiền hay hiệu năng cao ngay trong khi người dùng đang chơi game. Đặc biệt, Xiaomi Black Shark hỗ trợ tay cầm chơi game chuyên dụng kết nối qua Bluetooth. Tay cầm này tương thích với hầu hết game đang có mặt trên Google Play. Xiaomi Black Shark được bán ra với mức giá là 2.999 tệ, tức là khoảng 10.900.000 đồng, cho phiên bản có cấu hình là RAM 6GB và bộ nhớ 64GB. 3.499 tệ, tức khoảng 12.700.000 đồng, cho phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Công nghệ sạc không dây đã có từ lâu, nhưng cho tới khi Apple giới thiệu chiếc điện thoại iPhone X có hỗ trợ chức năng sạc không dây thì mới bắt đầu có nhiều người chú ý tới nó. Hiện nay thì có nhiều hãng smartphone đã nhanh chóng học hỏi và đưa công nghệ đầy hứa hẹn này lên những chiếc smartphone của mình. Ngay cả Xiaomi cũng được cho là sẽ trang bị sạc không dây cho flagship Mi Mix 2S và chính hãng cũng đã xác nhận điều này. Huawei chưa từng tung ra chiếc smartphone nào hỗ trợ sạc không dây, nhưng có vẻ như hãng điện thoại Trung Quốc này sẽ không đứng ngoài trào lưu. Theo một báo cáo từ một hội thảo do FUL Wireless Power và Liên minh sạc không dây WPC tổ chức, thì Huawei đang phát triển không chỉ là một mà nhiều phương thức có thể giúp cải thiện được công nghệ sạc không dây hiện tại. Từ hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy Huawei đề xuất kết hợp cộng hưởng từ với các công nghệ QI và AirBrain. Có lẽ Huawei đang phát triển công nghệ sạc không dây mới ngay bên trong phòng thí nghiệm OnePlus của hãng, và công nghệ của họ sẽ cho phép sạc nhiều thiết bị cùng một lúc mà chỉ cần một đế sạc không dây duy nhất. Nhiều công ty thực sự đang phát triển công nghệ như vậy, nhiều khả năng sẽ có ít nhất một trong số các thiết bị sắp ra mắt của Huawei hỗ trợ công nghệ sạc không dây. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết đó là thiết bị nào và khi nào công nghệ mới này sẽ được công bố. Chỉ chắc một điều là với việc Apple và Sony với chiếc Xperia XZ2 mới ra mắt đã tham gia vào hiệp hội các công ty hỗ trợ sạc không dây,
Xu hướng này sẽ không chỉ là nhất thời và Huawei sẽ cần phải nhanh chóng trang bị cho các thiết bị của họ sạc không dây nếu vẫn tiếp tục theo đuổi tham vọng thống trị thị trường smartphone. Gã khổng lồ di động Trung Quốc này mới đây đã công bố chiếc Huawei P20 Lite, đồng thời sẽ tiếp tục giới thiệu các flagship 2018 của mình gồm P20 và P20 Pro chỉ trong vòng 1 tuần. Liệu khách hàng của Huawei sẽ muốn một chiếc máy có sạc không dây nhưng giá cao hơn đôi chút hay bỏ qua công nghệ này để tiết kiệm túi tiền của mình? Hàng loạt sở cảnh sát Mỹ đã mua Ray K, thiết bị được cho là có thể mở khóa mọi chiếc điện thoại iPhone trên thị trường hiện nay. Ray K là sản phẩm của RayShift, một công ty khởi nghiệp ít người biết đến tại Mỹ. Do tính chất nhạy cảm, thiết bị này chỉ được bán cho cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ. Hiện chưa rõ Ray K có được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hay không. Vẻ bề ngoài của Ray K giống một chiếc hộp 10cm vuông, có hai đường cáp Lightning ở mặt trước. Hình ảnh sản phẩm này được công ty phần mềm bảo mật Vulnerabyte đưa lên mạng cách đây ít lâu. Forbes dẫn lời RayShift cho biết thiết bị RayK có thể bẻ khóa mọi thiết bị iOS 10 và iOS 11, đồng thời tương thích với cả hệ điều hành iOS 9 cũ hơn. RayK bẻ khóa được cả iPhone X mới nhất và nhiều mẫu iPad khác nhau. Thiết bị này có hai biến thể, loại 15.000 USD cần kết nối Internet mới sử dụng được và chỉ dùng được 300 lần, và loại 30.000 USD dùng vĩnh viễn. Sở cảnh sát bang Maryland và bang Indiana đã mua RayK, còn cảnh sát hạt Miami-Dade đang có kế hoạch mua thiết bị bẻ khóa iPhone này. Chưa hết, mật vụ Mỹ cũng có kế hoạch mua hàng chục chiếc Ray K của Bộ Ngoại giao Mỹ đã được trang bị công nghệ này. Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA cũng rất quan tâm đến Ray K. Ray K mất khoảng 2 tiếng tới hơn 3 ngày để phá passcode iPhone. Tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc độ dài của mật khẩu. Khi giải mã xong, passcode sẽ hiển thị ngay bên trong màn hình, đồng thời dữ liệu iPhone sẽ được tải về máy chủ Ray K khi máy mở khóa. Đối thủ duy nhất của Ray K là công ty Cerebrite của Israel. Cerebrite cung cấp dịch vụ mở khóa smartphone 5.000 USD một lần. Tuy nhiên, khách hàng phải mang máy tới công ty này. Nếu được bán ra thị trường đen, Ray K sẽ có giá cao hơn. Giới trộm cắp có thể dễ dàng mở khóa iPhone và bán lại trên thị trường. Mới đây, Red Magic đã chính thức tuyên bố rằng chiếc điện thoại chuyên chơi game Red TV của họ sẽ được trình làng vào ngày 19 tháng 4. Về phần cứng, Nubia tự tin tuyên bố rằng Red TV sẽ được trang bị tất cả những gì khủng nhất và mạnh nhất. Bên cạnh đó, hãng này cũng tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị cho ra mắt một chầu sản phẩm mới, mang lại trải nghiệm chơi game hoàn chỉnh hơn cho người tiêu dùng. Tin đồn cho thấy Red TV sẽ dùng chip Snapdragon 845 cùng bộ nhớ RAM lên tới 8GB. Máy cũng sẽ được trang bị các tính năng như làm mát bằng không khí, thân máy gần như hoàn toàn có màu đen, sử dụng vật liệu Trado Carbon và cấu trúc không khí 3 chiều. Ngoài ra, Red TV còn có màn hình tỷ lệ 18:9 với tốc độ làm tươi 120Hz, tương tự Razer Phone. Nguyên mẫu Red TV đã được Nubia trình diễn tại MWC 2018 diễn ra ở Barcelona hồi đầu năm. Nive, CEO của Nubia, thừa nhận rằng smartphone chuyên game của họ sẽ được bán ra tại Trung Quốc và châu Âu. Bên cạnh đó, Red TV còn giúp Nubia mở rộng thị trường trên toàn cầu. Sau Trung Quốc và châu Âu, Nubia dự kiến bán smartphone này tại Ấn Độ cũng như các thị trường khác. Sau khi ngành công nghiệp game trên máy tính bùng nổ, ngành công nghiệp game trên smartphone tại Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Nắm bắt xu hướng này, Razer đã trình làng smartphone dành riêng cho game thủ vào năm ngoái. Sony cũng mau chóng gia nhập bằng cách đầu tư vào startup Black Shark. Theo những gì được hé lộ, Black Shark đã được trình làng chiếc smartphone chuyên game đầu tiên trong ngày hôm qua. Đã có nhiều tin đồn xung quanh ý tưởng sẽ cho phát hành chiếc smartphone có khả năng gập màn hình trong năm nay. Và bên cạnh đó thì các ông lớn như là LG, Samsung hay thậm chí là Apple cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị có khả năng gập màn hình này. Bằng sáng chế chỉ đại diện cho ý tưởng của các nhà sản xuất, chứ chưa chắc sản phẩm trên thực tế đã giống hoàn toàn như vậy. Hơn nữa, việc các công ty này có hiện thực hóa bằng sáng chế của mình hay không lại là một vấn đề khác. Theo DigiTimes, một số chuyên gia phân tích của ngành công nghiệp di động cho rằng làn sóng đầu tiên của những chiếc smartphone có thể gập sẽ đến vào cuối năm 2018, nhưng các thiết bị này có thể sẽ chính thức lên kệ từ đầu năm 2019. ET News cho biết, Samsung đã bắt đầu phát triển smartphone với màn hình gập lại từ năm trước và đã hoàn thành đến 80% quy trình sản xuất các sản phẩm có liên quan. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, Huawei dự kiến sẽ tung ra thị trường chiếc smartphone có thể gập lại vào cuối năm 2018. Rất có thể nhà sản xuất Trung Quốc này là công ty đầu tiên giới thiệu ra thị trường một thiết bị như vậy. DigiTimes cũng tiết lộ thêm rằng cả Apple và ZTE cũng đang trong quá trình phát triển các công nghệ có liên quan đến smartphone có thể gập của họ và các bản sáng chế tương ứng bị rò rỉ trong thời gian gần đây là minh chứng cụ thể nhất. Trong khi đó, các thiết bị như ZTE Asian M đã có mặt tại thị trường có thể cung cấp cho chúng ta cái nhìn sơ lược về những gì mà một số nhà phát triển có thể đang nghiên cứu. Mặc dù về hình thức, thiết bị này có thể gập lại được, nhưng hai màn hình 5.2 inch có thể hoạt động độc lập và khi mở ra, nó có kích thước tổng thể là 6.75 inch.
Trong vài tháng qua, nhiều bàn sáng chế của Apple đã bị trò rỉ từ màn hình linh hoạt, có thể uốn cong, gặp lại với thiết kế iPhone với vỏ cong tương tự như chiếc điện thoại quả chuối của Nokia. Sẽ rất ngạc nhiên nếu Apple tung ra thị trường các thiết bị có thể gặp được trong năm 2019 hay năm 2020. Nhưng tất cả điều này cho thấy Apple cũng có tham vọng sản xuất một chiếc iPhone có thể gặp màn hình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin VNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VChannel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.